Chắc chắn hiểu cảm giác có con lười biếng, ỷ lại, thụ động và nhiều khi phụ huynh không biết làm sao để giáo dục con cái. Vậy thì cuốn sách Việc của mình tự mình làm là sự lựa chọn lý tưởng giúp các bé hiểu được rằng trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng. Như có người từng nói, đứa trẻ không được hưởng quyền lợi thừa kế tài sản trong số các con thường có được sự phát triển tốt nhất nhờ nỗ lực phấn đấu của bản thân, còn những kẻ ngồi không tận hưởng thành quả lại chẳng mấy ai làm nên sự nghiệp lớn. Muốn đạt được thứ gì đó thì bản thân phải nỗ lực thực hiện, dựa vào người khác hay đợi cơ hội đến, những điều này không mang lại tác dụng gì. Có được thì ắt sẽ có mất, đây cũng là quy luật thường thấy. Chẳng có ai chỉ thu vào mà lại không phải bỏ ra bất cứ thứ gì. Vì vậy, chỉ cần bản thân biết được mình đang cần điều gì thì mất đi một vài thứ khác cũng không thành vấn đề. Xưa nay việc học không hề có lối tắt, cần cố gắng kiên trì, tận dụng thời gian, từng bước xây dựng nền móng tri thức vững chắc mới có thể đạt được thành tích tốt. Cuốn sách này sẽ là người bạn giúp trẻ cai nghiện điện thoại, tích lũy tri thức, hình thành tính tự lập, cách ứng xử. Các bạn có thể tìm mua sách ở các hệ thống siêu thị sách uy tín trên toàn quốc hay các cơ sở của Fahasa, nhà sách Minh Thắng để tránh tình trạng mua phải sách lậu, sách kém chất lượng cả về nội dung lẫn hình ảnh.